Mình bơi đây chứ bộ. Ê, đắp vào đây nè cưng. Qua đây chứ. Cặp mé này nè, khỏi thảy mấy đứa. Đi đi mấy đứa, nhanh lên đi. Không đi thì thôi. Ngồi gì cho tiền hai đứa. Cái nào đây thì nhảy xuống đây ngồi cho tiền. Đồ mới làm giục phá à, đồ quá. Đồ ngồi dọn xíu nữa, bà nhảy xuống là có cái nào luôn. Ừ. Đó bây giờ tiền xuống đi, 50 ngàn lên thiệt một, nếu mày móc ra tôi liền. Rồi cái chú là. Đây nè, đây đắp đắp đây nè, vẫn kêu Hải mày. Đẻ. Hải mày kêu rồi. Đi lên lên đi. Đi lên mệt. Nhanh lên đây, rồi hai thằng ở trên kia lựa xuống đi. À, mày lượt lượt mình trước đây. Hai người hướng đi không? Kéo tiếp. Đi nè, xuống đây. Đúng không? Ở trên nhậu trên đó đó. Trên nhậu nó bắt xuống. Đùa ba thằng đi. Dọn là bắt cá tiếp luôn. Ừ, cá được rồi, hàng 50 rồi. Hàng 50 rồi. Hàng 50 rồi. Cóc à. Ừ, cái này 50 rồi. Nè con ở trên đó đi xuống đi. Ở đây. Ừ, bắt ở trên đó bắt xuống đi. Ở đây nè, xinh. Ủa, quay đâu trời, con. Rồi thôi con dẹp con đường bên đây đi. Dẹp đi. Dẹp đồ bên đây đi. Cái đất bình lên là tao xuống là vừa cái đất bình nè, cạn đầy luôn nè. Mày rồi. Ôi, nhỏ, lên. Ôi, cái túi vậy. Có tiền hết tất cả. Có tiền là có tất cả mà. Nó gì giữ sao? Rồi, cái đồng hồ chỉ giá nghe, con đi đường bên kia không có xuống. Ngồi chị giá nghe chứ có mắt rành luôn, dở lưới xuống vô. Đây này xuống đi. Rồi chú chị vô. Bo bây giờ đã lấy làm cái chơi, làm mình chà đá thêm lại phải không con? Mày chưa thấy đâu, hồi là mày. Trời, chú Toàn ngồi lên cây luôn. Dẹt đường nước đi An ơi. Anh cho nó rút cái chân này rút xuống An ơi. Tao chịu mình thượng rồi. Mày vừa nó chưa nhỏ. Tao phải đứng dậy. Còn anh. Chú con cái này là bán là trên mấy trăm ngàn luôn. Bán có trên đâu, ghê ghê à. Ghê ghê à. Cái à. Lớp nhiều á, ghê chín ngàn. Trời ơi. Quán đó theo là con cặn. Mẹ cái áo của nó dơ mà. Nó đi theo nó chặn đường á. Nó chặn đường nó luôn vô luôn á. Cái bà nội. Thôi vậy nó không có kéo lên. Tại chỗ nè, con đồ con dơ cái gì. Không chơi đâu ha. Ủa người ta đi dẹt đường chứ ai bắt? Kinh bồ. Không. Rồi nè con. Con đi dài dài tới dẹt đó. Mày dài dài tới đi. Cao cao em bé. Kéo mà. Kéo mạnh lên. Bố tay sâu chứ. Kéo lên. Ừ kéo lên. Trời ơi tắm đi hồi gì giờ bò dưỡng cho bịch rong nữa. Hai bịch đi. Làm đi. Miễn hay nghe hài. Đúng rồi. Không có xịt luôn hết trời. Ủa mẹ đâu? Bán đi bán. Mẹ bán mà chở hả? Dạ. Con lớp mấy rồi? Lớp 4 hả? Anh hai. Anh hai lớp 7. Vậy hả? Những bộ đồ con dơ hồi gì nắng tắm. Tắm lên nha cho tôi. Nội nằm nắng rút nữa. Ừ, nội bị sốt rồi. Hai cây chú Toàn. Một tên đã kiệt sức và đang vô bụi chuối đặng chuyền nước biển. Còn tên kia thì đứng ở trên bờ mà tiếp sợi tiếp tay. Sợ dơ đồ. Đi màu cá sợ dơ đồ.
Anh ấy em của anh gì? Anh của anh Quang gì? Gì? Dũng hả? Dũng. Ủa làm gì kỳ? Dũng. Dũng. Anh của Bùi Tiến Dũng đây. Anh đang ở trên và anh đang dẹp. Anh tức là anh tức lòng anh đây xuống đây luôn rồi. Thanh niên một chàng trai thanh niên đang tức lòng bực tức tình xuống rồi. Bổ tai. Nó xuống nhiệt tình đi, bư đi thằng đó, xuống nhiệt tình bư đi. Ê tao có quay hết trơn nha, mày không nhiệt tình là hồi không bò đó. 20. Ừ. Nhiệt tình đi. Nhiệt tình luôn đi, móc tiền cái bo về đặng lấy cái giỏ cho mẹ bà. Mẹ ghi công con. Ốc đắp gì? Ốc bươu vàng không biết ăn. Ủa, ở lần này có cực đâu. Ở lần này có dẹt gác đâu. Ở đây người ta bắt sắc mặt luôn á. Ồ. Ở lần nẵng kìa, những trai thanh niên trai tráng lần nẵng rất là kìa, cực lực. Ốc dữ vậy, ốc này ăn tới nước mắm luôn á. Ốc bươu vàng không đây. Cái sô bên đấy nè không? Sô trắng đó. Xuống nhiệt tình đi. Nhiệt tình luôn. Nhiệt tình là kìa, em áo vàng này quá nhiệt tình luôn kìa. Rồi sang sao rồi? Chúng ta rồi dạ. Chúng như ta rồi. Không có gì. Cái mà lên đi em ta. Cái không có đó mà. Ừ. Cái nó thèm khủng đó nè. Dạ cái thấy nó nhỏ. Cái này cho nó nhỏ. Sát mé nó mới được. Đây. Du ơi, bớt nói lên đi, cái đầu cưng bớt thẹo. Đây không nậu rồi gọn cũng dọn luôn hết. Dắt em lùa dắt đi ba ha, ba em đi lùa dắt này đi. Nè lên gì mới đúng nè đó. Đó. Mấy anh em này biết nè, mấy anh em biết bên có đi bốc mương nè đó. Dắt lên đó, anh em áo vàng đó trơn hồi cho hai gói xà bông luôn. Đây. Hai chàng trai này là đó, một hồi là có một con cá sấu bự luôn. Ê cái bự rồi. Bự lắm. Ụt kìa đó. Đi có quậy rồi, bay đi giặt cỏ tao đi. Đi có mò đó giặt cỏ tao đi. Vậy kiếm nước uống nhỏ ơi. Đang lạnh hả? Rồi con chạy về đắng lấy đi. Chú ơi, đi con đám bên đây đậu má. Mình chú tàu. Nó đậu má nó vô không biết nó mò kiếm cái gì nữa. Kiếm chim chép hả? Chim chép. Chính là nó quay nè. Đâu hồi lên chỗ xanh anh vợ anh tên đâu? Què đủ mẹ thì chứ không lẽ tao bỏ tao đi về nãy rồi. Vậy. Tôi muốn anh đó tôi cho thêm tệ vậy. Chứ có được mò. Ngừng cỏ. Bỏ lại đi. Cỏ giống cân kìa. Im đi. Càng ngò, càng chú ý. Dẹt cỏ đi. Ba em, về cỏ ba em. Kia lên tắm đưa đó. Wow, hay quá. Hay quá. Ô, được khen thưởng anh đó về. Nó chụp được con cá lóc rồi anh. Số 17. Hả, anh bỏ vô rồi. Gì đó phòng xuống dưới kia tắm xong lên bọn tiếp. Tụi vô nói mày sợ dơ hay gì? Không xuống. To
mày đó, nó hàng tổ mày đó, 4 xu. Ngồi chơi đi cái thua rồi. Đủ má tao rất ra máu vậy. Chứ chắc con gà. Có thật sự cái giò nãy giờ không biết bao nhiêu sẹo đó. Thiệt chứ. Tại vì ngâm mấy sành không biết nhiêu hẻo vậy. Lên bờ đi. Cái phe đằng kia có được con cá lóc nữa không? Nhìn đâu chắc được. Ba nhỏ được, bắt được cá lóc rồi. Đó. Cái gì? Bà bóc bà đi bắt cá. Cái lộn liền. Dùng nó bậy không à. Trời ơi trời, còn áo bao bi nữa kìa. Ăn cua không anh? Trời ơi trời. Trời ơi, cua càng bự không? Rồi cái dài, đủ má mệt lắm à. Ủa sao nó cá bự vậy? Mày lớn tha nó đi cho nó xong. Vô. Này đợi đi xíu đi rồi lấy cái sẹt sẹt á. Chị lớn bụng không có bắt dính được cái đâu. Mày đó, lên đi, lên đi, lên đi. Trời ơi, cao nguyên thiện là hồng đen rồi. Đâu gì? Về chỉ cho ảnh bạn được cá mới nữa, hai cái. Cao đó là về là làm đồ. Đúng rồi. Đi không nổi luôn. Sắp mặt luôn. Mặc cho kìa mẹ cận cảnh nè. Đây con cận cảnh chưa? Đây con dùng rất nhỏ chứ gì. Đây. Trời ơi, bên đây nặng quá trời nặng rồi, biết sao giờ. Thích quá à? Trời nguyên thùng đúng hả? Yeah. Đâu đâu đâu, quay 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 quay. Có thấy gì đâu mà quay. Thấy đống sình. Bụng đống sình. Đó là cá, thì nói cá đi là tao biết ở trong đó có cá. Ở nồng ghé kìa. Chú. Trời trời bắt đuôi. Lấy hùng đó lại mình. À điều nổ luôn. Cha hết hồn. Cha hết hồn rồi. Hồi đó anh Năm có cái thiệt có anh Năm có tiêu rồi. Dơ quá, cảm giác dơ. Chị mới đã. Hai cái, hai cái. Đang tắm bụng. Mình đang tắm bụng mà. Trời ơi, chạy đi. Một con cá lóc, con nhỏ mất. Giờ hai con cua. Giờ trời sáu con cá sặc trong rồi mẹ ơi. Nhiều quá mày. Má nhiều lắm bụng. Anh em mình lội như bò vậy. Anh em mình lội như bò vậy. Dục lên. Kìa phun, kìa phun dữ rồi, kìa phun dữ. Phun dữ rồi kìa. Một họng sình luôn nghe, hồi lên cái quyên họng sình. Lên đây hả ơi. Cho hết ục đi. Ôi, cái cho hết sình. Ôi, gãy gãy cái cây của người ta. Titanic. Kìa đưa thùng lại đó, đưa thùng thang cho mấy nữa. Các bạn ôm cái xả dao không? Đã có, một hồi cá lớn rồi kìa hả. Ôm cái xả dao được không? Ở trên đây nhìn quan sát nhìn thấy có cá vừa nhiều hơn dưới cái chai cái chân con luôn rồi. Ở dưới đó có sông. Ở dưới đó có sông, họ xuống dưới đó chơi. Ông hùng cái